áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Thầy xin được chào tất cả các em. Ở trong cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái bài số 2, đó chính là cái bài toán rút gọn ở trong cái phần lũy thừa em nhé. Thì là bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung chi tiết của bài ngày hôm nay. Đầu tiên là thầy sẽ nhắc lại một số những công thức mà các em cần phải nhớ ở trong những cái bài toán rút gọn này em nhé. Đấy, thì đây là những cái công thức mà trong cái bài trước mà chúng ta đã học rồi. Đấy, thì là các em lưu ý cho thầy là nếu như mà bạn nào mà chưa nhớ được những công thức này thì là ngay bây giờ là các bạn hãy chép lại những công thức này và cố gắng nhớ nó và phân biệt sự khác biệt giữa những cái công thức này cho thầy nhé. Đấy, thì ở trong cái bài giảng trước là thầy đã nói kỹ rồi, thì ở đây là thầy sẽ không nói nữa mà thầy sẽ để đây để các em có thể là tự ngẫm nghĩ được nhé. Và các em lưu ý là một số những cái lưu ý, nếu mà a lớn hơn 1, a mũ alpha lớn hơn a mũ beta thì nó xảy ra khi alpha lớn hơn beta. Còn nếu mà không nhỏ hơn a nhỏ hơn 1 mà a mũ alpha muốn lớn hơn a mũ beta thì nó bất đẳng thức, nó sẽ ngược chiều lại, đó là alpha phải nhỏ hơn beta nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Thầy có một cái thấu sực dương a. Bây giờ là đề bài yêu cầu là hãy rút gọn cái biểu thức này. Đúng ạ? Đấy, thì tất nhiên là cái bài toán này là các em có thể sử dụng máy tính chúng ta tính được. Bằng cách là các em sẽ cho a là một cái số cụ thể nào đó. Lấy ví dụ là cho a bằng 10 đi. Thì các em sẽ nhập y xì cái hàm này. Sau đó các em tính calculator, tức là xe ACN tại a bằng 10. Thì là nó sẽ ra được cái đáp án đúng thôi. Đúng ạ? Đấy. Thế tuy nhiên là để mà chúng ta mà làm tự luận thì các em phải làm theo các bước như thế nào thì là các em hãy quan sát ở đây nhé. Thế bây giờ là trước khi mà các em xem thầy giải, xem thầy hướng dẫn thì là các em hãy tự làm trước, sau đó là chúng ta sẽ đối chiếu so sánh lại kết quả nhé. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu này. Đây là chúng ta có là cái P này nó bằng A mũ 4 phần 3 nhân A mũ âm 1 phần 3 cộng A mũ 2 phần 3. Đấy, cái bước này là thầy chỉ chép lại cái đề thôi em nhé. Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ lấy là cái a mũ 4/3 nhân với a mũ âm 1/3. Tức là thầy sẽ nhân anh này với anh này, sau đó nhân anh này với anh này, và tương tự ở dưới mẫu chúng ta cũng làm cái động tác giống như vậy, đúng không ạ? Thì các em thấy là 4/3 mà cộng với âm 1/3 thì là chỉ còn a mũ 1 thôi, đúng không ạ? Và 4/3 mà cộng với 2/3 thì nó là a mũ 2. Thế tương tự vậy ở dưới là chúng ta có là 1/4 mà cộng với cả 3/4 thì nó là 1 a mũ 1. Thế còn 1/4 trừ 1/4 nó là a mũ 0 thì nó bằng 1 rồi, đúng không ạ? Thì đây là các em đặt nhân tự chung là a ra ngoài. Thì bên trong là còn a cộng 1 trên a cộng 1. Như vậy là nó bằng a em nhé. Đó, thì là rất là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta không có nhiều cái để chúng ta nói đây đâu. Đấy, nên bởi vì là các em ở đây chỉ có sử dụng công thức thôi, nó rất là dễ rồi, đúng không ạ? Thì là các em cố gắng làm đúng những cái bài như thế này. Những cái bài như này gặp ở trong đề thì chúng ta không được sai nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 2 này. Cho thấu trục dương x, hãy rút gọn cái biểu thức này, đúng không ạ? Đấy, thì là như thường lệ là các em sẽ làm trước nhé. Nào về chúng ta bắt đầu luôn này. Các em sẽ có là cái t nó bằng căn x cộng 1 trừ đi căn bậc 4 của x, đúng không ạ? Thầy viết lại cái này một chút thôi, đúng không ạ? Chỗ này nó là căn x cộng 1 cộng căn bậc 4 của x, tức là hai anh này. Đấy, thầy viết lại một chút cho nó nhìn nó giống hàng đẳng thức, đúng không ạ? Đây là a trừ b nhân với a cộng b, đúng không ạ? Đấy, và nhân với là x trừ căn x cộng 1 ở đằng sau. Đấy, thì đây nó là hàng đẳng thức rồi các em nhé. Nên là chúng ta sẽ lấy nó là a bình trừ b bình, tức là căn x cộng 1 bình phương trừ đi căn bậc 4 của x bình phương. Và nhân với x cộng 1 trừ căn x, đúng không ạ? Nó chính là cái anh này. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta rút gọn anh này một chút, đúng không ạ? Thì ở đây là các em sẽ sử dụng là khai triển ra thôi. A cộng b tất cả bình là bằng a bình cộng 2ab cộng b bình. Và trừ đi cái này bình phương thì nó là căn bậc 2 của x, đúng không ạ? Đấy, thì nó ra cái kết quả như thế này nhé. Sau đó là chúng ta sẽ rút gọn anh này, đó là x cộng 1 cộng căn x, đúng không ạ? Đây là x cộng 1 này, 2 căn x trừ căn x thì nó còn căn x. Và chỗ này nó là x cộng 1 trừ căn x. Thì đây nó lại là hàng đẳng thức a cộng b này, trong đó a đóng vai trò là x cộng 1, đúng không ạ? Đây còn b đóng vai trò là căn x. Thì đây là a cộng b nhân với cả a trừ b thì nó sẽ thành là x cộng 1 tất cả bình trừ đi căn x tất cả bình, đúng không ạ? Thì nó sẽ thành là đến đây là các em lại biến đổi tiếp anh này. Đấy, nó là x bình cộng 2x cộng 1 và đây là trừ x, đúng không ạ? Thì đâm ra là kết quả của chúng ta là x bình cộng x cộng 1 nhé. Đấy, thì đây chính là cái kết quả cuối cùng của chúng ta, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu số 3 các em nhé. Ở trong cái câu số 3 này thì là thầy cho các số thực dương a và b, hãy rút gọn cái biểu thức này, đúng không ạ? Ở đây nó có cả a và b. Đấy, thì như thường lệ là các em sẽ tiến hành làm trước nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu này. Chúng ta có là a mũ 1/3 căn bậc 2 của b, b mũ 1/3 căn bậc 2 của a, và chia cho căn bậc 6 của a cộng với căn bậc 6 của b,
đồng thời là trừ đi căn bậc 3 của A nhân B, đúng không ạ? Thế thì các em thấy là ở đây là B, căn bậc 2 của B thì thầy viết lại nó là B mũ 1/2. Chỗ này là B mũ 1/3 thì chúng ta cứ để nguyên, còn căn bậc 2 của A thì chúng ta viết lại thành A mũ 1/2. Ở đây là A mũ 1/6, ở đây là B mũ 1/6. Đúng ạ? Đấy, thì còn trừ căn bậc 3 của A nhân B thì nó chính là A nhân B mũ 1/3. Đấy. Rồi chúng ta tiếp theo này. Ở đây là các em sẽ đặt được nhân tử chung ra ngoài, tức là chúng ta sẽ đặt được A mũ 1/3, B mũ 1/3 ra ngoài, đúng ạ? Đấy, chúng ta sẽ đặt được nhân tử chung nhé. Thì bên trong là tất nhiên là B mũ 1/2 mà trừ đi 1/3 thì còn là B mũ 1/6. Và bên này là A mũ 1/2 mà trừ đi 1/3 thì nó còn A mũ 1/6, đúng ạ? Thì ở dưới mẫu chúng ta giữ nguyên, anh này chúng ta giữ nguyên. Ở đây nó là, các em thấy là A mũ 1/6 cộng B mũ 1/6 thì từ mẫu chúng ta rút gọn được, thì còn A mũ 1/3, B mũ 1/3 và trừ đi AB tất cả mũ 1/3 thì hai này giống nhau, cho nên trừ nhau nó phải bằng 0 nhé. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung của câu số 3 này. Chúng ta đến câu số 4 này. Chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức là P nó bằng căn bậc 2 của x, của căn bậc 2 của x, của căn bậc 2 của x nhân chấm chấm nhân x với n dấu căn và x là một cái số thực dương, đúng không ạ? Đấy, thì đến cái câu này thì bắt đầu là có một cái sự khó khăn nào đó rồi, đúng không ạ? Đấy, thì là cũng trước khi mà các em hướng xem hướng dẫn giải của thầy là các em sẽ thử làm trước nhé. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu này. Thế thì các em thấy nhé, ở đây nó là cái x này, nó là thầy sẽ đưa một cái anh x ra ngoài. Đấy, tức là thầy sẽ bỏ một cái dấu căn đi, đúng không ạ? Bỏ một dấu căn này đi thì nó sẽ thành là x mũ 1/2, đúng không ạ? Thế sau đó là tất cả ở bên trong nó sẽ còn là gì đây? 1/2, đúng không ạ? Tất cả bên trong, bởi vì là coi như cái x này chúng ta đưa ra ngoài thì là 1/2, thế còn cả cái anh này thì là chúng ta sẽ đóng cho nó một cái dấu 1/2 nữa, đúng không ạ? Đấy, thì là bên trong là còn 1/2. Thế như vậy là cứ như thế, khi mà các em cứ bỏ một cái dấu căn đi thì các em sẽ được thêm một cái x mũ 1/2, đúng không ạ? Thế cho nên là đây nó sẽ là x mũ 1/2 nhân với x mũ 1/2 nhân 1/2, nó chính là cái anh x này, đúng không ạ? Nhân với x mũ 1/2, 1/2 nhân 1/2 thì nó chính là anh x này. Và nhân đến cuối cùng nó là 1/2 nhân 1/2 nhân chấm chấm nhân đến 1/2 thì nó chính là cái anh x cuối cùng này, đúng không ạ? Thì anh này, x này đấy, nó sẽ có gì đây? Nó sẽ có là n chữ số 1/2 em nhé. Đấy, đây là n số 1/2, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ bằng là x mũ 1/2 nhân với cả gì đấy? 1/2 mũ gì này? Mũ 2 này, nhân với 1/2 mũ 3 và nhân đến 1/2 mũ n. Chỗ này là chúng ta sẽ có là n chữ số 1/2 nhân với nhau, hay là ở dưới mẫu là có n anh số 2, đúng không ạ? Ở đây nó có 3 anh số 2 thì là 2 mũ 3 này, ở đây có 2 anh số 2 nó là 2 mũ 2, thì ở đây là có anh n anh thì nó phải là 2 mũ n, đúng không ạ? Thì tất cả của chúng ta đều chung x rồi, đúng không ạ? Đều chung x rồi thì là các em sẽ đặt nó thành là x mũ 1/2 cộng với 1/2 mũ 2 và cộng đến 1/2 mũ n. Thế thì các em thấy là ở đây nó lại là một cái cấp số nhân, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có tổng của một cái cấp số nhân. Đấy, chúng ta biết rồi, biết công thức tính tổng của một cấp số nhân, đúng không ạ? Thì các em sẽ thấy là cứ cái số sau này nó sẽ bằng cái số đằng trước nhân với 1/2, đúng không ạ? Các em thấy là cứ, các em cứ để ý nhé, cái số đằng sau này bao giờ nó cũng bằng cái số đằng trước nó nhân với 1/2. Và cái số hạng đầu tiên của chúng ta là 1/2, đúng không ạ? Thế như vậy là cái U1 của chúng ta là 1/2 đây này, và cái công bội Q bằng 1/2. Đấy, đúng không ạ? Các em lấy số sau chia cho số trước thì nó sẽ ra kết quả là 1/2. Như vậy đấy chính là cái công bội của nó. Đấy, khi đó là chúng ta sẽ có là SN nó sẽ bằng là U1 nhân với cả Q mũ N trừ 1 trên gì đây? Q trừ gì? Trừ 1. Để chúng ta sử dụng cái công thức tính tổng của một cấp số nhân, đúng không ạ? Nó bằng U1 nhân với gì đây? Q mũ N trừ 1 trên Q trừ 1 nhé. Đấy, thì nó sẽ bằng là gì đây? 1 trừ đi 1/2 mũ N, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có một cái kết quả, đó là 1 trừ đi 1/2 mũ N, đúng không ạ? Thế thì là khi đó là cái P này đấy, nó sẽ bằng là x mũ 1 trừ đi 1/2 mũ n thôi, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là cái nội dung của cái bài toán này các em nhé. Thế đây là một cái bài toán khá là hay, thì là các em lưu ý cho thầy nhé. Kể cả là mai sau mà ví dụ đề có cho căn bậc 3 hay là căn bậc 4 thì là các em cũng làm hoàn toàn như này các em nhé. Rồi, nó bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu số 5, đúng không ạ? Cái câu số 5 này đề bài yêu cầu là rút gọn cái biểu thức sau với A lớn hơn 0, B lớn hơn 0 và A nó khác B nhé. Thế thì ở đây là chúng ta có một cái biểu thức P, đúng không ạ? Thì các em sẽ thấy là, đấy, quan sát cái đề trên bảng nhé.
Đấy, nó đây nó có căn bậc 6 của A cộng căn bậc 6 của B nhưng mà lại là mũ âm 1. Sau đó lại chỉ có cộng căn bậc 6 của A thôi. Đúng ạ? Thế là đối với cái bài toán này thì chúng ta sẽ có cái hướng giải quyết như sau để các em theo dõi nhé. Thế như thường lệ là các em sẽ tiến hành là chúng ta tự làm bài trước, sau đó là các em mới đối chiếu mấy cái kết quả của thầy nhé. Nào ở đây là chúng ta sẽ có cái gì đây? Thầy sẽ viết lại ở cái bước này thì chúng ta sẽ viết lại cái đề thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, ở đây đó là thầy sẽ đặt được một cái nhân tử chung ra ngoài, đúng không ạ? Ở hai cái anh này đấy, thì đây nó có căn bậc 3 của A bình nhân với B, và đây là căn bậc 3 của A nhân B bình, thì thầy sẽ đặt được cái căn bậc 3 của AB ra ngoài. Thì rõ ràng ở bên trong nó sẽ còn là căn bậc 3 của A trừ đi căn bậc 3 của B, đúng không ạ? Hai anh này sẽ có nhân tử chung là như vậy nhé. À, dưới nó là căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B tất cả bình phương, đúng không ạ? Thì đây là các em thấy nó là A bình này trừ 2 nhân A nhân B và cộng với cả gì đây? B bình rồi, đúng không ạ? Đấy thì đây chính là hằng đẳng thức A trừ B tất cả bình phương. Thế còn chỗ này thì chúng ta sẽ có là A cộng B, thì là các em sẽ tách ra cho thầy là thành là căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B. Tức là coi như là A nó là căn bậc 3 của A tất cả mũ A, và B nó là căn bậc 3 của B tất cả mũ 3, thì nó là căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B nhân với cái anh này nó là A bình này trừ đi AB và cộng với cả gì đây? B bình, đúng không ạ? Thì nó thành là căn bậc 3 của A bình trừ đi căn bậc 3 của A nhân B cộng căn bậc 3 của B bình, đúng không ạ? Rồi thì các em sẽ tiến hành là chia cho, thì cái này thì chúng ta coi như nó là A bình trừ B bình, đúng không ạ? Tức là căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B nhân với căn bậc 3 A cộng căn bậc 3 của B. Đây là hằng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương, đúng không ạ? Thế còn cái đống bên ngoài này thì chúng ta cứ kệ, cứ giữ nguyên đấy nhé. Rồi tiếp theo này, bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ rút gọn, đúng không ạ? Em sẽ rút gọn anh này với cả anh này. Đấy thì là dưới chỉ còn một căn bậc 3 của A trừ một căn bậc 3 của B thôi, đúng không ạ? Thế còn ở trên này, ở bên này thì chúng ta sẽ rút gọn được căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B. Đấy, dưới cũng có căn bậc 3 của A cộng căn bậc 3 của B. Như vậy là cái cụm này và cái cụm ở dưới mẫu này chúng ta rút gọn được nhé. Đấy, thì chúng ta khi mà chúng ta rút gọn thì nó sẽ ra một cái kết quả là như thế này. Đấy, nhìn nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Thì bây giờ là các em thấy là hai cái mẫu này nó lại giống nhau. Thì cho nên là chúng ta sẽ lấy tử anh này trừ tử anh kia, đúng không ạ? Đấy, thì đâm ra nó sẽ thành gì đây? Các em sẽ lấy anh này trừ anh này thì nó chính là cái hằng đẳng thức, nó là căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B tất cả bình. Tuy nhiên ở đây nó phải là có một cái dấu âm đằng trước. Bởi vì sao? Bởi vì là khi các em lấy anh này trừ anh này đấy, thì nó sẽ là âm căn bậc 3 của A bình cộng 2 căn bậc 3 của AB và trừ đi căn bậc 3 của B bình, đúng ạ? Đấy, cho nên là khi mà chúng ta muốn xuất hiện hằng đẳng thức thì các em phải đặt dấu âm bên ngoài nhé. Thế còn những cái yếu tố khác thì chúng ta vẫn giữ nguyên, đúng ạ? Rồi, tiếp theo là các em sẽ thấy này, anh này bình phương mà chia cho anh này đấy thì nó sẽ trên tử sẽ còn một anh, đó là căn bậc 3 của B trừ căn bậc 3 của A, tại vì đây nó là dấu âm nhé. Tại vì đây nó là dấu âm cho nên là chúng ta sẽ đảo cái dấu ở bên trên, đúng không ạ? Đấy, nếu một anh này chia cho một anh này thì còn là căn bậc 3 của A trừ căn bậc 3 của B. Tuy nhiên là có dấu âm thì thầy sẽ đảo luôn thành căn bậc 3 của B trừ căn bậc 3 của A và cộng với căn bậc 6 của A. Thế như vậy là anh này này coi như đó là căn bậc 6 của B bình phương, và đây anh này coi như là căn bậc 6 của A bình phương, thì lại là hằng đẳng thức A bình trừ B bình. Thì cho nên là nó sẽ thành là căn bậc 6 của B cộng căn bậc 6 của A nhân với căn bậc 6 của B trừ căn bậc 6 của A, đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ thành là căn bậc 6 của B trừ căn bậc 6 của A và cộng với căn bậc 6 của A. Bởi vì là chúng ta sẽ rút gọn căn bậc 6 của B cộng căn bậc 6 của A trên tử và dưới mẫu, đúng không ạ? Thì nó sẽ không còn cái mẫu này nữa. Đấy thì nó sẽ thành cái kết quả này. Và căn bậc 6 của A trừ anh này cộng anh này thì hết rồi. Thì cho nên là kết quả của chúng ta nó chỉ là căn bậc 6 của B thôi các em nhé. Đó, thì đấy chính là cái kết quả cuối cùng của cái bài toán này. Như vậy là ở trong cái buổi ngày hôm nay là thầy trò chúng ta đã hoàn thành xong một số những cái dạng bài toán rút gọn mà chúng ta chủ yếu là sử dụng những cái công thức ở trong cái phần mũ và lũy thừa này chúng ta cần phải nhớ nhé. Thì thầy hy vọng là sau cái bài giảng này thì các em sẽ nhớ lại được toàn bộ những cái công thức và cũng như là cách mà chúng ta vận dụng trong quá trình mà các em sử dụng làm bài tập nhé. Thì thầy xin kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay tại đây. Xin chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.